có mặt tại khu vực Củ Chi, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 25 km, và hồ câu cá này gọi là hồ câu cá A Tưởng Cũ, thì đặt tên mới là hồ câu cá giải trí Thành Công. Hồ câu cá giải trí Thành Công thì chúng ta sẽ đi đường chợ Hóc Môn qua tới cầu Sáng và qua tới cái ngã ba đèn xanh đèn đỏ, nằm bên tay trái thì sẽ có, chúng ta sẽ gặp bảng hiệu của hồ câu cá giải trí Thành Công các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng sơ lược qua một cái hồ như thế nào, và chúng ta nhìn thấy một cái độ, cái chiều dài của hồ, chiều dài của hồ là tầm khoảng 70 m, và cái chiều ngang của hồ là 40 m. Và cái hồ của chúng ta thì có cái mực nước từ 2m2, và dự kiến trong vòng vài tuần nữa thì chủ hồ sẽ bơm nước lên đầy cái khu vực này. Và riêng về cái lượng cá ở đây thì cá ở đây tầm khoảng là trên 9 tấn cá. Chúng ta lưu ý là trên 9 tấn cá. Và hồ có cái lượng cá, trọng lượng cá như sau: là cá từ 5kg cho tới 16kg hơn. Từ 5kg cho tới 16kg hơn là cá tra. Và lưu ý rằng lượng cá nền chúng ta tầm khoảng là, cá nền cũ là khoảng 4 tấn và cá nền mới thì khoảng 5 tấn hơn. Và hồ cá ở đây thì được nhập từ Hồng Ngự, cá ngoài Hồng Ngự. Thì hồ ở đây hiện tại thì vẫn cho đang tập cho cá ăn ngoài ống, thì với một cái mồi là cái cám, đó là cám 918. Anh em nên chuẩn bị cái loại cám, hầu hết là cá mới thì chúng ta nên sử dụng cám để đánh hồ cho nó tốt hơn. Và hồ thì đã làm lại cái mặt đáy, nên hầu hết là mặt đáy rất là phẳng và không còn gồ ghề, không còn lỗ gì hết. Và hồ sẽ dự kiến trong vòng 3 tuần nữa sẽ tổ chức một giải câu cá giải, và chúng ta sẽ cùng đón xem. Và về cái chương trình câu giải trên hội câu cá tra cũng như là trên cái group của thông tin câu giải các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta cùng view qua một cái vòng của hồ, và luôn cả cách chúng ta, những cái cần thủ chúng ta của hội câu cá tra chúng ta đi test cá như thế nào các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúng ta đang xem lượng cá dưới hồ, cá lên, cá lớn không, dự kiến trong vòng 3 tuần nữa thì cá sẽ ăn rất là mạnh. Thank you.
cá lại lâu. Em có cá rồi đó. Đang chết rồi đó, đang chết rồi đó. Hiểu rồi, anh biết mà. Không, chết rồi. Dở luôn là có cần mới đó. Những cái hồ rồi, và bây giờ chúng ta sẽ thêm những cái khu vực cũng cần. Hồi nãy chúng ta test cái khu vực cá ở ngoài đầu hồ. Cá ngoài đầu hồ thì cũng như tương đối dày, và giữa hồ thì cá lớn, và cuối hồ thì cá cũng lớn luôn. Nói chung cá sẽ ăn toàn bộ, vì chủ hồ đây cho ăn là đều hồ chứ không phải là cho ăn một khu vực. Và bây giờ chúng ta sẽ theo một cái cần thủ anh Lộc á, anh sẽ test cái khu vực này như thế nào về cái khu vực cuối hồ. Hồi nãy chúng ta test đầu hồ rồi, bây giờ chúng ta sẽ test cuối hồ. Bây giờ chúng ta sẽ action và chuẩn bị ha. Lắm rồi nha.
luôn á. Chúng ta sẽ liên hệ với chủ hồ với số điện thoại ở dưới, chúng ta nhìn xem điện thoại ở dưới, sẽ liên hệ với số điện thoại này để chúng ta đặt vé cho giải câu tiếp theo các bạn nhé. Sau khi các bạn xem video clip này, các bạn đang xem trên kênh YouTube thì hãy bấm subscribe, hoặc các bạn đang xem trên Facebook hãy bấm like và cùng chia sẻ, vì tất cả những cái thông tin này chúng ta cùng để được biết, chia sẻ cho mọi người cùng biết.